Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm mực tươi nướng muối ớt. Nguyên liệu của mực tươi nướng muối ớt gồm có 2 con mực 600g, hành tím 1 củ và tỏi nửa củ. Và đây là 5 trái ớt tươi, đường 1 muỗng cà phê, muối 1 muỗng cà phê, hạt nêm 1 muỗng cà phê. Trước tiên là mình đem mực đi rửa. Mình rửa mực thì mình phải lấy cái răng này, cái mắt mực và cái mực ở trong cái con mực này, cái mực ở trong cái túi mật trong này và cái da mực. Tiếp theo mình chuẩn bị một ít nước và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Mình nặn vào đây 1 miếng chanh. Và mình cho vào đây 1 ít rượu trắng để mình ngâm mực cho nó khỏi tanh. Đó, mình lột sạch da rồi. Mình ngâm khoảng 5 phút để cho mực mình khỏi tanh. Và mình ngâm mực được 5 phút rồi. Bây giờ ta lấy mực ta đem đi rửa. Trong lúc chờ mực ráo thì mình đi băm ớt, băm hành và băm tỏi. Hành này là hành tím Ấn Độ cho nên là một củ mà rất là bự luôn. Tiếp theo là mình đi khứa mực để khi mình ướp cho nó thấm gia vị. Và nếu mình muốn khứa nhỏ, mình muốn khứa cho mực cho nhỏ thì mình để mực cong về nè, mình khứa ít thôi. Và mình khứa to thì mình để cho nó nằm như vậy, mình khứa. Khứa nhỏ thì mình để cong như vậy nè, đó, mình khứa ít thôi. Và mực bây giờ mình để rất là ráo rồi. Và đây là 2 cái rau mực. Tiếp theo là mình đi trộn gia vị. Đây là muối. Và đây là bột nêm. Và đây là đường, tỏi. Nhiều tỏi quá mình bớt lại một ít. Và đây là hành tím. Và đây là ớt. Nếu ta ăn cay thì cho ta ớt nhiều, mà ta ăn ít cay thì cho ít thôi. Nên mình thấy nhiều quá mình sẽ bớt lại ít. Mình sợ nó cay quá ăn không nổi. Và bây giờ mình trộn gia vị này lên. Đó, gia vị mình đều rồi. Mình ướp vào trong mực. Mình mở trong mực mình ướp. Gia vị thì ta ăn nhiều thì ta cho nhiều và ăn ít thì mình cho ít. Nếu ta thích ăn gia vị nhiều thì ta cho nhiều. Ăn tỏi nhiều ta cho tỏi nhiều, hay là ăn hành nhiều ta cho hành nhiều. Hay là ăn cay á, mình ăn cay nhiều mình cho ăn cay nhiều. Rồi bây giờ mình ướp. Cho hết cái phần hành phần tỏi. Vì nó còn ít á, cho hết vô luôn. Và mình sẽ ướp trong 1 giờ. Mình ướp trong 1 giờ cho nó ngấm rồi mình nướng. 2 con mực này thì mình mua thấy 150.000 á, 600g. Với những gia vị này thì nếu mọi người ăn nhạt hơn thì mình sẽ cho nhạt hơn.
Còn ai ăn mặn hơn thì mình sẽ cho mặn hơn. Ví dụ như nhà mọi người ăn mặn hơn thì người ta cho thêm muối, hay ăn nhạt hơn thì ta bớt muối đi. Đường cũng vậy, nếu ta ăn thích ăn ngọt thì ta cho thêm đường, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Và bây giờ mực của mình ướp được 1 giờ rồi, bây giờ ta bắt đầu đem đi nướng. Và bây giờ mình mở lò là 200, nhiệt độ 230, lửa trên và lửa dưới, và có quạt. Và mình mở lò trước 10 phút. Và đây là dĩa mực nè, mình chuẩn bị bỏ vào lò, mọi người nhìn rất hấp dẫn không? Mình đợi là mở lò 10 phút thì mình sẽ bỏ vô. Đó, đây là hai con mực, tỏi và ớt, mình ướp, mình chắc bỏ hết nước rồi. Nếu mình có bếp than thì mình nướng bếp than sẽ ngon hơn. Nhưng nhà mình á, không có than cho nên mình nướng bằng điện. Và bây giờ mình đã bỏ trong lò nướng rồi, bây giờ mình đậy nắp lò lại. Và đây là dĩa mực nướng muối ớt mình mới nướng xong. Mọi người nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và cái mực này thì mình nướng cho nó cứng cứng là được. Chứ mình nướng chín quá lại không ngon, mình nướng cho con mực nó chắc chắc là được. Hồi nãy mình quên mình không coi giờ. Và mình nướng khoảng 40 phút là xong. Và cái mực mình nướng bằng lò này thì nó sẽ lâu hơn là nướng bằng than. Nướng bằng than thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nướng bằng than thì nó rút hết nước, mình không lấy được nước. Còn nướng bằng lò thì mình lấy lại được nước, mình có thể chan cơm ăn rất là ngon. Và mình nướng bằng lò thì mình lấy được một phần hai chén nước như này này. Mình có thể để ngày mai mình xào rau hay mình chan cơm ăn rất ngon. Còn nướng bằng than thì mình không lấy được nước. Và cái mực nướng muối ớt này thì ta có thể ăn với muối ớt hay là ăn có thể muối tiêu chanh. Nhà mình ăn muối ớt. Và với gia vị mình ướp như vậy thì nhà mình vừa ăn, nhưng mà tùy theo khẩu vị của mỗi người, có người thì ăn nhạt, có người thì ăn mặn. Nếu ai ăn nhạt thì ta có thể bớt gia vị đi, mà ai ăn mặn thì ta tăng gia vị thêm. Và mực nướng muối ớt thì mình ăn với rau răm rất là ngon. Ta có thể để da mực á. Để da mực thì nhìn nó đẹp hơn là không có da. Mình để da mực thì nhìn nó rất là đẹp. Và đây là dĩa mực mình mới nướng xong rồi, mọi người nhìn rất là hấp dẫn không? Và mực á mình để cái da thì sẽ đẹp hơn. Là mình mực mình mà lột ra thì nhìn nó không có đẹp. Và tiện đây thì mình cũng có đôi lời với người xem video. Có một cháu hỏi rằng cô là cái không biết là cái dụng cụ gì á, cô mua ở đâu. Thì cái dụng cụ làm bánh thì thường thường mình mua ở dụng cụ làm bánh. Dụng cụ ví dụ như là cái đồ dùng của để mình làm bánh á, thì mình mua ở dụng cụ làm bánh. Còn nguyên liệu để làm bánh hay là làm trà sữa, nguyên liệu làm trà sữa thì mình mua ở chỗ bán ly bán trà sữa, hộp đựng bánh tráng trộn, hộp đựng cơm. Thì là có những cái nguyên liệu. Còn dụng cụ làm bánh thì những thứ là cái cối xay hay là cái máy đánh trứng hay là cái khuôn. Hình như là có cháu hỏi cô là cô mua cái khuôn để nướng bánh á, ở đâu thì cô mua ở dụng cụ làm bánh. Dụng cụ làm bánh ví dụ cái máy nướng thì mình mua ở trên Biên Hòa, Rosa Biên Hòa. Tức là ở Biên Hòa mà ở Rosa đường ở trước là đường Võ Thị Sáu, hôm nay là đổi hình như đường Phan Đình Phùng á. Thì ta có vô mạng người ta mở Biên Hòa Rosa thì có địa chỉ ở đó. Có những cháu hỏi cô là dụng cụ là cái khuôn làm bánh hay là cái gì đó cô mua ở đâu, nhưng mà cháu lại ẩn cái câu comment á, cho nên là mình không có thể nào mình trả lời được hết. Muốn trả lời nhưng không thể nào trả lời được, thì tiện đây thì mình trả lời cho các cháu. Khi mà mình đã comment hỏi cái gì thì mình nhiều khi mình ấn một cái nút ẩn là nó ẩn luôn, cho nên là mình thấy cái câu hỏi đó nhưng mà mình ấn qua cái phần video thì nó lại không thấy, cho nên là mình không thể trả lời được. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và cái mực này mình nướng than thì sẽ ngon hơn là nướng bằng điện á. Nướng bằng điện thì nó lâu hơn, nhưng mà nướng bằng điện thì giữ lại nước được, nhưng mà nướng bằng than thì nó thơm, nhưng mà nước mình không giữ lại được. Nhưng mà nướng bằng điện thì mình nghĩ ăn tốt hơn, tại vì nướng bằng than á, khi mà cái nước này nó dớt xuống á, nó
hơn, xuống dưới than nó khói lên thì khói than sẽ độc hơn là nước bằng điện.